Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục mình quay trở lại để chia sẻ với bạn một cách để chúng ta có thể chế một chiếc quạt 12V từ một số loại động cơ của máy in cũ thải ra đó các bạn. Thì những cái máy in cũ hoặc là những cái máy photocopy cũ thì mình sẽ lấy cái motor của nó và sẽ chế quạt 12V. Tại vì động cơ này là sử dụng động cơ không chổi than, rất là tiết kiệm điện và rất là bền luôn các bạn ạ. Ở đây thì mình đã thay một cái loại trục trụ khác để thay cho cái trục ren xoắn kia. Tại vì cái trục ren xoắn nguyên bản của nó thì trong quá trình mình lắp cái khớp nối này vào thì nó hay bị cái tình trạng là khó căn chỉnh và căn chỉnh nó không cân các bạn ạ. Nên mình thay cái trục zin của nó bằng cái trục khác bằng inox để trong quá trình chúng ta lắp khớp nối nó dễ hơn. Ở đây mình sẽ lấy thêm một cái trục quạt 8 mini là cái trục quạt của nó và một cái nắp để cố định. Cái nắp này thì các bạn hoàn toàn có thể cắt từ một cái khuôn mẫu của cái vỏ khung của nó nhá. Như là cái vỏ khung của cái quạt này. Tùy theo loại vỏ khung các bạn thì các bạn sẽ cắt theo cái mẫu như vậy. Bây giờ là mình sẽ tiến hành mình lắp khớp nối, tại vì cái trục của cái motor không chổi than này nó nhỏ lắm các bạn ạ. Đấy thì mình cần phải lắp khớp nối. Đây là một cái mạch điều khiển của nó. Cái mạch này mình đã nâng cấp nên cái tính năng nó chính là chống cắm nhầm cực. Ví dụ chúng ta cắm nhầm cực thì nó vẫn hoạt động bình thường nha các bạn. Lát nữa mình sẽ nói kỹ cho các bạn xem về cái mạch điều khiển của nó chống cắm nhầm cực của nó nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp ráp và mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ở đây là cái khớp nối. Cái khớp nối này thì mình sẽ lắp vào cái trục của nó. Cái trục này của nó đầu tiên là cái trục của nó rất là nhỏ. Mình cần phải lắp khớp nối để chuyển ra cái đầu trục quạt để lắp cánh nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành công việc luôn nha các bạn. Sau khi mình đã lắp được khớp nối rồi thì ở đây là cái khung quạt của nó. Mình sẽ tiến hành mình lắp cái trục này lại. Đây là cái chốt cố định cánh nhưng mà mình sẽ để nguyên và mình sẽ đưa về phía sau. Mình lắp theo kiểu như thế này. Đó. Trước khi lắp cái trục này vào cái motor thì mình sẽ lắp cái nắp cố định của nó. Cái nắp này sẽ có tác dụng là nắp cố định motor để cho nó giữ cân bằng để cho quá trình hoạt động tốt hơn. Mình sẽ lắp cái nắp này vào đây theo vị trí như thế này. Sau đó là mình sẽ sử dụng những cái con ốc vít và mình sẽ tiến hành mình vặn nó lại để cho nó giữ cố định giữa motor và cái khung quạt nha các bạn. Sau khi mình đã lắp được cái bộ phận lắp cố định rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái trục khớp này để cho nó nối với lại cái motor. Các bạn nhớ là các bạn tìm cái phương hướng của nó để các bạn lắp vào để cho nó dễ hơn và nó cân bằng nhất nha các bạn. Mình sẽ đưa cái trục này vào đây và mình sẽ siết cố định bằng các con ốc ở trên cái trục khớp. Đây là cái quạt phiên bản số V1 nha các bạn, nên nó sẽ không có cái chuyển hướng. Rồi bây giờ mình đã lắp xong. Đấy, nó sẽ được như thế này. Tại vị trí như thế này thì các bạn nhớ là các bạn sẽ xếp thêm hai cái con ốc vào vị trí này nhé, để cho nó giữ cố định cái motor này vào cái khung của nó để cho quá trình hoạt động nó ổn định hơn. Đây là hai con ốc mình đã xếp vào. Cái này thì các bạn sẽ xiết trước hoặc xiết sau đều được nhé. Sau đó các bạn sử dụng tay các bạn quay thì nó trơn như thế này là được. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái mạch điều khiển của nó. Cái mạch điều khiển này đã được nâng cấp lên phiên bản chống cắm nhầm cực ắc quy nhé. Ví dụ các bạn cắm nhầm cực ắc quy thì nó đều hoạt động tốt. Rồi để an toàn hơn thì mình sẽ lắp thêm cái mặt nạ để chúng ta lắp lồng bảo vệ nhé. Sau khi đã lắp được cái mặt nạ của nó rồi, bây giờ mình sẽ lắp thêm cái quả động cơ này vào cái khung quạt này. Mình sẽ lắp tạm vào đây nha các bạn. Mình lắp tạm ở đây, mình sẽ test thử cho các bạn xem. Để đảm bảo an toàn thì mình vẫn cần phải lắp thêm cái lồng bảo vệ cho nó. Nếu mà không lắp lồng bảo vệ thì rất là nguy hiểm các bạn. Cho dù có thử nghiệm hay là lắp thật thì
đều phải lắp nòng bảo vệ hết. Ở đây mình cũng lắp thật cho các bạn đó, nhưng mà mình chỉ lắp vào cái vỏ của nó hơi cũ. Rồi sau khi mình đã lắp xong cánh quạt thì mình sẽ đưa cái quạt này ra chỗ ánh sáng kia nó tốt hơn các bạn nhé, để các bạn nhìn cho nó rõ ràng hơn, chỗ này ánh sáng của nó hơi bị tối các bạn ạ. Rồi sau khi mình đã chọn được cái chỗ khu vực này có ánh sáng khá là tốt, các bạn có thể nhìn thấy cái quạt này hoạt động rõ ràng hơn. Tại vì sau này đây nó có các mạch điều khiển đây và motor đây các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một cái bình AQ 12V và mình sẽ nối thử cho các bạn xem nhé. Mình sẽ lấy hai cái sợi dây của đầu cấp vào này. Mình sẽ không cần phải phân biệt là cực âm hay cực dương. Mình sẽ nối luôn. Tại vì cái mạch của mình đã có chế độ chống cắm nhầm cực thoải mái thì quạt vẫn quay nhé. Thì mình sẽ thử này. Đó, các bạn thấy thì quạt ở đây quay gió rất là mạnh và rất là êm các bạn. Mình sẽ điều chỉnh một chút cho tốc độ nó quay mạnh thêm một chút nha các bạn. Sau khi mình điều chỉnh lại thì cái quạt này nó quay rất là ổn định các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy cái vải phía sau nó hút vào đó các bạn. Chứng tỏ là luồng gió ở đây hút và thổi ra khá là mạnh nên nó mới hút được cái vải phía sau. Đấy. Chạy khá là êm nha các bạn. Cái động cơ không chổi than này thì chạy nó tới đất là tiết kiệm điện các bạn. Nó không tiêu tốn quá nhiều điện giống như kiểu là động cơ của chổi than. Cơ này nói chung là rất là bền bỉ và tiết kiệm điện luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo hai cái đầu cực AQ này và mình sẽ cho các bạn thấy mình đổi đầu xem mà nó có hoạt động rồi nhé. Tức là mình sẽ cho nó cắm nội cực từ đầu này sang đầu kia xem nó hoạt động hay không. Đấy, mình sẽ nối ngược cực nhá. Sau khi mình nối ngược cực thì các bạn có thể nhìn thấy là cái quạt này nó vẫn hoạt động bình thường, tại vì cái mạch điều khiển của mình đã nâng cấp lên phiên bản chống cắm nhầm cực. Tại vì cái quạt 12V này các bạn đã biết rồi, nếu mà các bạn kẹp nhầm cực âm hoặc cực dương của nó rất là gây ra cái tình trạng cháy motor hoặc là cháy quạt này các bạn. Nên mình đã nâng cấp lên cái phiên bản mạch điều khiển của nó chống cắm nhầm cực để sử dụng nó tiện hơn các bạn ạ. Còn cách kết nối cái mạch điều khiển này với lại cái loại motor như thế này thì mình đã có những cái video ở trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta kết nối và cho nó khởi động được cái motor không chổi than này. Thì bạn nào chưa xem thì các bạn có thể vào phần mô tả của video hoặc là phần bình luận của video, mình sẽ để link để cho các bạn xem cái video cách kết nối đó nhá. Rồi tất cả những cái phụ kiện cũng như là linh kiện của những cái loại quạt motor không chổi than này thì bạn nào cần thì có thể liên hệ với mình, ví dụ như là mạch điều khiển hoặc là khớp nối hoặc là trục quạt. Ở video sắp tới thì mình sẽ nâng cấp cái quạt này đến phiên bản version 2 hoặc là version 3, nó sẽ tiện ích hơn rất là nhiều và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm luôn. Rồi, các bạn thấy video của mình hay thì các bạn like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.